Từ xa xưa truyền lại, cây mật nhân là loài dược liệu quý ở Việt Nam, với rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, với những lời đồn thổi có thể trị được bách bệnh. Nhắc đến tác dụng của cây mật nhân không thể nhắc đến tác dụng điều trị các bệnh về chức năng sinh lý nam giới. Vậy thực hư về tác dụng này ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết tác dụng của cây mật nhân với chức năng sinh lý nam giới dưới đây nhé. Tác dụng của cây mật nhân với chức năng sinh lý nam giới. Tìm hiểu về cây mật nhân. Cây mật nhân trong dân gian thường gọi cây bá bệnh, cây bách bệnh, bá bệnh, lồng mẹt tên khoa học Euricoma longicollis. Cây mật nhân thuộc họ Cimerobaceae. Cây mật nhân thuộc loài cây bụi, cây gỗ nhỏ, thân mảnh, cây nhỏ cao tầm 2-8 mét, cây dễ sống, có thể chịu được bóng lên sống được ở dưới tán rừng. Cây có thể mọc được ở vùng đồi có chiều cao thấp hơn. Cây phân bổ chủ yếu vùng nhiệt đới Đông Nam Á và Nam Á. Ở Việt Nam, ta có thể tìm thấy cây mật nhân ở các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung nhiều hơn ở các tỉnh phía Bắc. Xem thêm một số hình ảnh nhận biết cây bách bệnh. Cây mật nhân, những tác dụng của cây mật nhân. Tác dụng của cây mật nhân không thể không kể đến như chữa những bệnh về đường tiêu hóa, ăn uống kho tiêu, đau bụng đi ngoài, đau dạ dày, chán ăn. Các bệnh về đường tiêu hóa như kiết lỵ, rối loạn tiêu hóa dùng rất hiệu quả. Ở một số nước đã nghiên cứu và dùng cây mật nhân để chữa bệnh sốt rét. Kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần hóa học trong cây mật nhân để điều trị bệnh sốt rét tương đương với viên nén chloroquine. Điều trị bệnh sốt rét, những đối tượng thường xuyên uống rượu bia muốn bảo vệ lá gan có thể dùng cây mật nhân. Bởi tác dụng của cây mật nhân trong giải độc gan, giúp thanh lọc cơ thể, ngăn chặn quá trình sơ gan, bảo vệ sức khỏe. Xem thêm cây mật nhân và những tác dụng đáng quý. Tác dụng của cây mật nhân với chức năng sinh lý nam giới. Theo khoa học nghiên cứu, thành phần hóa học anxiolytic có trong cây mật nhân giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể, giúp giảm stress, mệt mỏi, tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa khối u và phòng chống lão hóa, giúp tăng cường sức khỏe tình dục, tăng tiết hormone testosterone trong nam giới một cách tự nhiên, kích thích sự hưng phấn cũng như tăng cường khả năng sinh lý, tăng cường trạng thái cương dương hiệu quả nhất. Trong vỏ và thân cây mật nhân có hợp chất terpenoid, quinoid, alkaloid giúp cho nam giới ngăn chặn khả năng suy giảm sinh lực khi bước vào độ tuổi trung niên, chống lão hóa sinh lý ở nam giới. Ngoài ra, tác dụng của cây mật nhân còn hỗ trợ và điều trị rất tốt những bệnh về sinh lý như xuất tinh sớm, tinh trùng yếu, rối loạn cương dương, gia tăng chất lượng và số lượng tinh trùng. Ngoài ra, trong dân gian còn sử dụng cây mật nhân để hỗ trợ điều trị một số bệnh như xương khớp, gân cốt yếu, mỏi chân tay, run rẩy, tê nhức, chải rượu tẩy chung. Một số bài thuốc về tác dụng của cây mật nhân điều trị chức năng sinh lý nam giới. Rễ thân mật nhân sắc nước uống. Tác dụng của cây mật nhân chủ yếu sinh lý. Chuẩn bị rễ cây mật nhân, vỏ thân cây mật nhân đem rửa sạch, phơi khô, tẩm rượu và sao vàng. Cách làm: đem sắc nước uống hoặc tán bột để uống liều dùng mỗi ngày 8-16 giờ. Mật nhân chia 3 lần uống. Nên uống sau khi ăn rượu ngâm mật nhân chữa yêu sinh lý. Chuẩn bị rễ mật nhân 20 giờ chuối sứ khô, 10 trái chuối nướng vàng, rượu ngon, 1 lít một bình thủy tinh, bình sứ loại có nắp. Cách làm: rễ mật nhân đã rửa sạch sao vàng và hà thổ, đem các nguyên liệu chuẩn bị bỏ bình và đổ rượu vào ngâm khoảng nửa tháng là có thể dùng được. Nếu ngâm càng lâu rượu càng ngon. Liều dùng ngày dùng 3 lần 30ml. Mỗi lần một ly nhỏ. Rễ mật nhân tán bột hỗ trợ điều trị yếu sinh lý nam. Chuẩn bị rễ mật nhân, mật ong. Cách làm: rễ mật nhân rửa sạch, thái nhỏ, đem phơi hoặc sấy khô rồi tán thành bột mịn. Lấy bột mật nhân pha với mật ong cho sạch, vo thuốc thành những viên hoàn nhỏ. Liều dùng: thời gian đầu dùng viên hoàn 6 giờ, sau gia tăng liều lượng mỗi viên lên 1 giờ cho tới khi đạt trọng lượng là 10 giờ. Ngày duy trì dùng thuốc ở liều lượng này. Xem thêm công dụng của cây mật nhân. Những điều bạn nên biết. Tác dụng của cây mật nhân trong bài thuốc này là vô cùng hiệu quả, giúp kích thích lưu thông khí huyết và tăng khả năng cường dương, giúp các quý ông mạnh mẽ hơn trong chuyện chăn gối. Với cách chữa những bệnh về sinh lý nam bằng cây mật nhân đơn giản như trên, các bạn đã có thêm những kinh nghiệm điều trị bệnh cho mình tại nhà. Tuy vậy, tác dụng của cây mật nhân trong trị bệnh còn tùy thuộc cơ địa mỗi người. Chính vì vậy,
Khi dùng cây mật nhân mình nên kiên trì đều đặn để có thể có được kết quả tốt nhất. Trên đây là những thông tin về tác dụng của cây mật nhân với chức năng sinh lý nam giới. Nếu các bạn có nhu cầu tìm mua cây mật nhân đúng chuẩn và được nghe tư vấn, các bạn có thể liên hệ qua số tổng đài hotline 18.6.521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Hoặc các bạn có thể tìm mua dược liệu mật nhân trực tuyến qua Thuốc Nam Online để được giải đáp và tư vấn tận tình. Có rất nhiều sản phẩm uy tín giúp bồi bổ sức khỏe mà bạn có thể chọn lựa. Let's Love Us, Why?